Xin chào các anh các chị đã đến với kênh dạy nhảy của Bích Ngọc Aerobic nhé. Hôm nay Bích Ngọc sẽ hướng dẫn một bài nhảy Super Dan nhạc hoa. Đầu tiên chúng ta sẽ đến tổ hợp 1. Tổ hợp 1 thì sẽ có 8 bước chân. Và mời tất cả các anh các chị quan sát Bích Ngọc nhảy trước một lần nhé. Ở tổ hợp 1 thì chúng ta sẽ có sự kết hợp của 4 bước Running Man và 4 bước đá chân sang ngang. Chân phải sẽ là chân bắt đầu trước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng thực hiện lại một lần nữa nhé. Chân phải. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ thứ 2 nhé. Ở tổ thứ 2 chúng ta cũng sẽ có 8 bước chân. Và chân phải sẽ là chân bắt đầu trước. Mời các anh các chị quan sát Bích Ngọc nhảy trước một lần nhé. Ở tổ hợp này thì chúng ta có bước xoay lật. Rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Cùng thực hiện chậm này. Chân phải trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cùng thực hiện lại nhé. Chân phải trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cùng thực hiện lại nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác này hơi khó một chút cho nên là chúng ta sẽ tập kỹ hơn nhé. Bây giờ Bích Ngọc sẽ mời anh chị ghép 1 và 2 lại với nhau. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại nhé. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ 3 và tổ 4 nhé. Ở tổ 3 thì chúng ta sẽ lặp lại tổ 1 và 2. Cũng Running Man chân phải trước kết hợp với đá chân bước ngang. Rồi đá cầu ngược. Bước xoay luật. Giống y như vậy. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện lại với nhau nhé. Lại này, chân phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp 5, 6, 7, 8 sau cái bước đá cầu thì chúng ta sẽ là nhịp đúp của chân phải nhé. Lại lần nữa nào. Chân phải. Running Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất tốt ạ. Lại lần nữa nhé. Chân phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ ghép tổ hợp 1, 2, 3 và 4 lại với nhau nhé. Đằng trước và đằng sau. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nhá. Chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2,
4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, Bích Ngọc sẽ hướng dẫn tiếp tổ thứ 5 nhé. Tổ thứ 5 đơn giản thôi ạ, gồm có 4 bước running man và 4 bước đá gót chéo chân. Mọi người quan sát Bích Ngọc thực hiện trước một lần. Ở động tác này thì khi mà đá chéo chân thì chúng ta sẽ kết hợp thêm với tay nhé. Rồi, chân phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi kết hợp tay thì các chị nhớ vươn tay thật cao để dáng nhảy trông dài hơn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ thứ 6 nhé. Tổ hợp thứ 6 thì sẽ có 4 bước running man và 4 bước đạp gót phía sau nha. Mọi người quan sát kỹ này, bật nhảy, đạp gót phía sau. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện lại nhé. Chân phải trước, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cùng thực hiện lại nào. Chân phải, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo ngược lại là tổ thứ 7 thì chúng ta sẽ bắt đầu running man chân trái trước nhé. Di chuyển sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp 6, 7, 8 thì chân phải sẽ là ở phía sau nhé. Chúng ta cùng thực hiện lại nào. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chân trái. Mọi người quan sát Bích Ngọc thực hiện. Lại lần nữa nhé. Running man, chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ ghép bên phải bên trái lại nhé. Running man bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép tổ hợp 6 và 7 với nhau nhé. Chân phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp thứ 8. Ở tổ hợp thứ 8 chúng ta sẽ có 4 bước running man và 2 bước mở gót. Mở gót. Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chuyển sang tổ hợp cuối cùng. Tổ hợp cuối cùng chúng ta sẽ có tổ hợp đá xoay nhé. Và xoay thì chúng ta sẽ xoay 2 vòng liên tục. Running man 4 bước kết hợp với xoay 2 vòng nhé. Mọi người quan sát Bích Ngọc nhảy trước một lần. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Chân phải trước, running man, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại nhé. Running man, chân phải trước, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nhé. Chân phải trước, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp lại từ đầu nhé. Từ tổ 1 đến tổ cuối cùng. Chân phải
Running Man. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nhá. Từ đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi Bích Ngọc đã hướng dẫn xong bài nhảy Super Dan nhé. Chúc mọi người tập thành công. Mọi người nếu yêu thích phong cách dạy nhảy của Bích Ngọc thì nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ giúp Bích Ngọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.